thông suốt mọi pháp niệm Quán Âm. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta cứ sanh ra rồi chết đi rồi lại sanh ra. Trải qua quãng thời gian dài cả tới 100.000 vạn kiếp, chúng ta vẫn chưa từng gặp được Pháp hội Quán Âm. Chính vì thế nên các thói hư tật xấu của chúng ta chẳng dám bớt một mảy may, trong khi vô minh, phiền não thì lại mỗi ngày một gia tăng. Có thể nói rằng nhờ những thiện căn chúng ta gieo trồng trong vô lượng kiếp về trước đã chín mùi, cho nên chúng ta mới được tham gia một pháp hội vi diệu và bất khả tư nghị như thế này. Nếu không có thiện căn, không có đức hạnh, thì quý vị chẳng thể có được cơ hội tham gia Quán Âm Thất. Do đó, quý vị phải biết quý trọng từng giây từng phút của 7 ngày Quán Âm Thất này, mà đừng khởi vọng tưởng và đừng lãng phí thời giờ. Nếu quý vị cứ khởi vọng tưởng thì có tham gia pháp hội cũng như không, bởi vì quý vị sẽ không đạt được một sự lợi ích nào cả. Mặc dù pháp hội này chỉ mới bắt đầu được 2 hôm nay, nhưng tôi biết rằng có người đã thấy Bồ Tát, thấy hào quang hoặc thấy những cảnh giới không thể nghĩ bàn hiện ra, và cũng có người sắp mở được ngũ nhãn nữa. Do đó, những người chưa đạt được sự lợi ích phải biết hổ thẹn, và chớ cho rằng bản thân mình không đạt được sự lợi ích gì, thì người khác cũng giống như thế, không phải về đâu. Có thể nói rằng chùa Kim Sơn là nơi đại cát tìm vàng. Những ai muốn tu hành thật sự thì không thể rời khỏi chùa Kim Sơn, bởi vì tìm được một nơi để chân chánh tu hành thì không phải dễ. Những người ở chùa Kim Sơn đều là những hành giả có đạo tâm, dù lâm vào hoàn cảnh hết sức gian khổ, khó khăn, họ vẫn tinh tấn dụng công tu hành. Pháp môn tu đạo thì có tới 84.000 thứ, và thứ nào quý vị cũng nên hiểu biết đôi chút, chứ đừng chỉ biết độc nhất có mỗi một thứ mà thôi. Nếu về pháp môn nào quý vị cũng có được chút ít khái niệm, thì dần dần quý vị sẽ hiểu được mọi pháp môn. Nếu chỉ hiểu một pháp môn thì khó mà thể hội được cảnh giới thâm sâu như biển cả của Phật Pháp. Và như thế quý vị cũng chẳng khác gì kẻ khờ nhìn trời qua ông tre, cứ đinh ninh rằng bầu trời chỉ lớn bằng miệng ông tre mà thôi. Nếu không dùng ống tre để nhìn, thì quý vị sẽ thấy bầu trời rộng lớn vô cùng. Do đó, khi quý vị học Phật Pháp, thì cho nên chỉ biết về một pháp môn duy nhất mà phải thông suốt mọi pháp, hiểu rõ mọi pháp. Hiện tại, chúng ta niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, đó chính là một phần của Phật Pháp vậy. Nếu quý vị chưa từng tu tập pháp môn này, thì nhất định phải đến tham gia thử một phen. Đừng nên chưa thử mà đã không chịu tu. Nếu có thể tham gia trọn vẹn 7 ngày niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát này, thì chắc chắn quý vị sẽ thu hoạch được nhiều điều lợi ích cho cả thân lẫn tâm. Do đó, quý vị chớ nên để lỡ dịp này, đừng bỏ qua cơ hội hiếm có trước mắt. Bậc Bồ Tát thì tu lục độ vạn hạnh. Lục độ chính là, thứ nhất, bố thí. Bố thí tức là tự chúng ta bố thí cho người khác, chứ không phải là muốn người ta bố thí cho mình. Thứ hai, nhẫn nhục. Qua khóa Quán Âm Thất này, quý vị có thể biết được mình có khả năng nhẫn chịu hay không. Người có khả năng nhẫn chịu sẽ hoàn tất khóa Quán Âm Thất này một cách mỹ mãn. Người không có khả năng nhẫn chịu thì suốt ngày chỉ toàn khởi vọng tưởng như, lát nữa mình phải đến nhà hàng nọ ăn một bữa cho thật no nê mới được. Hoặc là, mình cứ ở đây niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì có lợi ích gì đâu, thật là vô ích, thôi mau mau đi về cho rồi. Không có khả năng nhẫn nhịn, chịu đựng thì không thể tu đạo. Nếu quý vị muốn tu thiền, niệm danh hiệu Phật hoặc niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì đều được cả. Bởi vì các pháp môn ấy là như nhau, hoàn toàn không có gì khác biệt. Bất luận tu theo pháp môn nào, chỉ cần có lòng nhẫn nại thì quý vị sẽ có được sự thành tựu. Nếu không có lòng nhẫn nại thì pháp môn nào quý vị cũng chẳng thể tu tập được. Người thiếu lòng nhẫn nại thì luôn luôn cảm thấy thế này là không đúng, thế kia là không phải, việc gì cũng không vừa ý, như vậy thì còn tu được gì nữa chứ. Đạo vốn không có ngã kiến, không có sự chấp trước về cái ngã. Do đó, người nào có chấp trước thì vĩnh viễn chẳng thể nào tu đạo được. Có người nói, tôi muốn tham thiền. Quý vị muốn tham thiền ư? Thế thì quý vị càng cần phải có lòng nhẫn nhục hơn nữa. Thứ ba, trì giới. Trì giới tức là trừ ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, nghĩa là không làm điều ác, chỉ làm việc lành. Thứ tư, tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là siêng năng, không lười biếng giải đãi. Thứ năm, thiền định. Hiện tại chúng ta niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là cầu nguyện Đức Quán Thế Âm giúp cho chúng ta có được thiền định.
Thứ sáu, trí huệ. Một khi đã có thiền định, thì trí huệ sẽ nảy sanh, do đó sáu công hạnh này đều có quan hệ liên đới với nhau. Có người nói, tôi thích chuyên tu thiền định. Vậy bây giờ tôi sẽ nói cho quý vị biết về cách tu thiền định. Một khi đã đặt chân vào thiền đường, thì bất luận thế nào quý vị cũng không được rời khỏi thiền đường nửa bước. Các người thắc mắc, nếu bị bệnh thì phải làm sao? Bị bệnh thì cứ việc mình thôi, có bệnh cũng vẫn phải tham thiền như thường. Thế thì rủi chết thì làm sao? Chết rồi thì xác cũng không được mang ra khỏi thiền đường, nếu có...